Các bạn có thể sử dụng chiếc app để điều chỉnh tốc độ quay của động cơ theo mong muốn của mình. Sau đó, để muốn đảo chiều của động cơ thì chúng ta sẽ nhấn công tắc sang phía còn lại. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Và trên tay của mình đây đó chính là một chiếc mạch điều tốc motor BWL20A mà hôm nay điện tử DAT sẽ muốn giới thiệu cho tất cả các bạn. Mạch sẽ có chức năng đó chính là điều khiển các động cơ DC từ 9 đến 60V với dòng tải tối đa mà mạch có thể chịu đựng được đó chính là 20A. Chúng ta sẽ sử dụng xung BWM để điều khiển tốc độ của động cơ và ta sẽ điều chỉnh thông qua một chiếc app có sẵn ngay trên mạch với tốc độ mà ta có thể điều chỉnh là từ 0 đến 100%. Cách kết nối mạch với động cơ cũng khá là đơn giản. Trên mạch sẽ cho ra 4 dây như thế này. Với dây đỏ là dây dương và dây đen là dây âm. Chúng ta sẽ sử dụng hai dây này để cấp nguồn cho mạch. Động cơ của chúng ta bao nhiêu volt thì chúng ta sẽ cấp nguồn bấy nhiêu volt cho mạch hoạt động nha. Ngõ ra thì sẽ là dạng ngõ ra trực tiếp với hai dây xanh lá và xanh dương. Hai dây này sẽ là hai dây dùng để kết nối với motor của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ sử dụng mạch để điều khiển một động cơ DC 775 12V. Hai dây xanh lá và xanh dương của mình, với dây màu xanh dương đó chính là dây dương và dây xanh lá đó chính là dây âm. Nếu chúng ta cấp đúng cực với motor thì motor sẽ quay thuận, và nếu chúng ta cấp ngược cực thì motor sẽ quay nghịch. Vì thế hai dây thì chúng ta có thể cấp đầu nào vô motor cũng được nha. Động cơ của mình là 12V, bây giờ mình sẽ lắp nguồn là 12V DC cho mạch của mình hoạt động. Xong rồi nha các bạn. Bây giờ hiện tại chiếc áp của mình đang ở mức 0 nên motor của mình vẫn chưa hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ tăng tốc độ của động cơ lên dần bằng chiếc ép. Các bạn có thể sử dụng chiếc ép để điều chỉnh tốc độ quay của động cơ theo mong muốn của mình, từ chậm cho đến nhanh. Còn ngoài ra các bạn cũng có thể kết hợp với một công tắc 6 chân như thế này. Công tắc này có thể chịu đựng dòng tải tối đa là 16A. Các bạn có thể sử dụng công tắc này để đảo chiều động cơ một cách dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Bây giờ mình sẽ lắp đặt công tắc 6 chân này để vừa có thể điều chỉnh tốc độ của động cơ, vừa có thể đảo chiều động cơ DC này nha. Các bạn có thể lắp đặt như sơ đồ ở trên màn hình. Sau một hồi thì chúng ta đã lắp thành công công tắc đảo chiều với mạch điều tốc rồi nha các bạn. Bây giờ trước hết thì chúng ta sẽ thử cho mạch quay thuận. Sau đó, để muốn đảo chiều của động cơ thì chúng ta sẽ nhấn công tắc sang phía còn lại. Và
chúng ta cũng có thể sử dụng công tắc này để tắt động cơ bằng cách là nhấn vào phía chính giữa nha các bạn. Rất đơn giản và tiện dụng phải không các bạn? Vậy là nãy giờ mình đã giới thiệu thành công mạch điều tốc motor BWM 20A 9 đến 60V DC. Cái mạch điều tốc này mà ta có thể điều khiển các động cơ từ 9 đến 60V DC một cách bằng sóng BWM vô cùng tiện lợi. Và nếu các bạn muốn đặt mua sản phẩm này thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấn vào đó để thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ video của mình đã kết thúc rồi, các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của điện tử DT, nhấn vào thông báo để nhận những video mới nhất từ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.